Ok, hello mọi người, mình là Maya và mình thật lòng rất là biết ơn khi mà các bạn đã ở đây vì cái bài hướng dẫn điện tử này nha, nó là tâm huyết của mình sau nhiều năm liền mình triển khai cái công việc có liên quan đến xây kênh và kinh doanh trên mạng xã hội. Cũng như là cái hướng dẫn điện tử này nó đặc biệt, không phải chỉ đơn thuần vì nó dài hay là nó siêu chi tiết. Đơn giản nha, là mình đã tìm ra được một cái tấm bản đồ của sự thật các bạn. Và mình nhận ra rằng nha, là cả mình và các bạn lâu nay chúng ta bị rơi vào cái bẫy của những cái nền tảng mạng xã hội. Thậm chí là tụi mình cũng rơi vào những cái bẫy trên những cái câu chuyện có liên quan đến sàn thương mại điện tử này, tiếp thị liên kết, nhận booking hay là làm KOC. Tất nhiên nha, là mình không phủ nhận cái giá trị mà mạng xã hội mang lại cho tụi mình. Nhưng nếu như mà mình hay là các bạn không hiểu được bản chất nha, thì có thể là tụi mình sẽ trở thành công cụ thay vì tận dụng được hết tất cả những thứ đó phục vụ cho chính giá trị mà tụi mình tạo ra. Cho nên là mình sẽ có một cái bài hướng dẫn để có thể khai mở được cho bạn thông qua từng cái đề mục nội dung. Và mình tin là thông qua cái bài này các bạn sẽ ngộ ra rất là nhiều điều thú vị. À, trước khi mà bắt đầu á, thì nếu như mà các bạn đang xem video này ở trên YouTube thì các bạn có thể nhấp vào đường link mà mình để trong phần mô tả hoặc là ở trong phần bình luận mà mình có ghim lên á, để mà có thể lưu lại cái bản hướng dẫn điện tử này. Ngoài ra là tham gia vào một chương trình khai vấn miễn phí trong vòng 3 ngày của mình để giúp cho các bạn phát triển được công việc xây kênh và kinh doanh trên mạng xã hội một cách bền vững. Rồi, bắt đầu nha. Trước hết, vì sao các bạn lại phải xây kênh và kinh doanh trên mạng xã hội? Ok, mình mới vừa bảo là bạn đang bị dính vào những cái bẫy bởi thuật toán của các nền tảng mạng xã hội. Giờ mình lại đặt ra một câu hỏi ngây ngô như thế này thì có thể là sẽ làm cho các bạn bị mông lung nhẹ. Nhưng mà các bạn ơi, sự thật nó vẫn là sự thật. Chúng ta phải chấp nhận với nhau về cái việc là thời đại số đã làm thay đổi mọi hành vi xã hội nói chung. Các nền tảng như là Facebook này, Instagram này, YouTube hay TikTok là một phần không thể thiếu trong cái việc mà giải trí rồi làm việc, học hỏi, kết nối với tất cả mọi người. Vậy nên những cái nền tảng này nó cũng trở thành một cái kênh tiếp cận khách hàng tiềm năng tốt nhất. Nếu như bạn có một cái thứ gì đó đi bán, hay nếu như bạn có một cái sở thích này, một niềm đam mê, một chuyên môn đặc biệt đâu đó, bạn cũng có thể sử dụng mạng xã hội để lan tỏa được cái giá trị của bản thân. Và chính mình nha, cũng đang sử dụng mạng xã hội để tạo được cái thu nhập thông qua những cái việc như là đăng tải nội dung thú vị để điều hướng người dùng mua cái sản phẩm trên sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada, TikTok Shop. Mình làm tiếp thị liên kết, nhận tài trợ từ nhãn hàng, rồi bán sản phẩm số, bán dịch vụ, hay là mình dùng mạng xã hội để có thể tiếp cận đến những cái bạn có chuyên môn cao và thu hút họ về làm việc cho mình, cùng mình dựng xây những cái công việc kinh doanh bền vững. Và kể cả những cái đối tác, những cái người bạn thân thiết của mình cũng đang làm cái điều tương tự trên các nền tảng như là Facebook hay là TikTok vân vân. Tuy nhiên là tụi mình cũng phát hiện ra một điều nha. Cái việc mà chúng ta kinh doanh hay là tạo ra cái dòng tiền trên mạng xã hội nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu được gắn với một cái giá trị từ thương hiệu cá nhân. Và mình cũng tin là bạn hiểu rất rõ điều này. Thẳng thắn nha, mình và các bạn không ít lần tiêu tiền dựa trên lời khuyên của một ai đó trên mạng. Tất nhiên là mọi người sẽ có những cái niềm tin khác nhau. Có người thì tin vào lời review của các bạn KOC trên TikTok, có người thì tin vào lời khuyến nghị đọc sách của những doanh nhân hàng đầu như là anh Hoàng Nam Tiến hay là bác Trương Gia Bình. Có người thì lại tin vào lời khuyên về cách thiết kế cuộc sống của một KOL đáng hâm mộ nào đó trên YouTube hay là Facebook. Chung quy lại nha, là chúng ta bị ảnh hưởng bởi giá trị mà người khác đang tạo ra hay thể hiện nó trên những cái nền tảng mạng xã hội. Và đối với mình đây là điều bình thường. Vì mình nghĩ nha, là trên hành trình của cuộc đời á, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm những cái tri thức đặc biệt cần phải sở hữu và một cái phong cách sống nào đó thú vị cần phải trở thành. Vậy nên là nếu như bạn phát triển được sức ảnh hưởng đúng đắn ở trên mạng xã hội thì bạn có thể tạo ra được một cái mình gọi nó là tài sản dòng tiền bền vững. Nhưng mà ở đây mình cũng biết một điều á, là nhiều bạn rất là sợ hãi cái điều này, vì có thể là các bạn vẫn chưa hiểu được bản chất thực sự của nhân hiệu. Vậy thì bản chất thực sự của nhân hiệu trên mạng xã hội nó là gì? Thì rất nhiều người đã hiểu sai các bạn, thật lòng luôn. Các bạn nghĩ khi mà các bạn làm thương hiệu cá nhân á, là các bạn phải nổi tiếng, phải có nhiều người theo dõi, phải lộ mặt, phải chịu nhiều cái sự chỉ trích của người khác, và đôi lúc mà các bạn còn mất đi cái sự tự do nữa. Nhưng mà mình xin phép được khẳng định lại ở đây nha, thương hiệu cá nhân á, nó chưa bao giờ là sự nổi tiếng các bạn. Vì nổi tiếng nó là hệ quả, không phải mục tiêu. Các bạn có thể nổi tiếng nếu như mà các bạn làm cái điều gì đó xấu xa, các bạn làm điều gì đó đáng bị chê cười, các bạn làm điều gì đó được cộng đồng công nhận, hoặc là các bạn làm điều gì đó khiến phần lớn người khác được vui vẻ, được giải trí,
Nhìn chung là các bạn có thể có được sự nổi tiếng thông qua rất là nhiều hình thức, nhưng bạn không nên xem đó là cái điểm đến cuối cùng. Và với mình nha, thương hiệu cá nhân nó không dẫn bạn đến sự nổi tiếng, mà chính cái sự nổi tiếng tự nó đã theo đuổi những cái người đang tạo ra giá trị cao trong xã hội. Bạn yên tâm đi, bạn không thoát được đâu. Nếu nhờ bạn thực sự thành công nha, làm việc có ích nha, giúp đỡ được cho nhiều người thì kiểu gì người ta cũng biết đến bạn. Trừ khi là bạn không có nhu cầu tạo ra giá trị, không có nhu cầu giúp đỡ người khác, không có nhu cầu được sống có ích, thì tất nhiên mình không còn gì để nói. Vậy thì thương hiệu cá nhân lúc này nó thật sự là cái gì? Trước khi mình trả lời câu hỏi này nha, mình sẽ sử dụng một cái công cụ trí tuệ nhân tạo là Notion AI để đưa ra câu trả lời cho các bạn trước. Mục tiêu là để cho nó kiểu có tính khách quan. Thì lúc mà mình hỏi Notion AI là giải thích cho tôi về bản chất của thương hiệu cá nhân, thì Notion nó trả lời lại mình là bản chất của thương hiệu cá nhân nó bắt nguồn từ giá trị bên trong của mỗi con người. Đó là quá trình biến cái giá trị đó thành một cái sản phẩm hữu ích nhằm phục vụ cho cộng đồng. Và mỗi người đều có những cái nguyên liệu, cách chế biến riêng, nên đều có thể xây dựng thành công được cái thương hiệu cá nhân nếu mà kiên trì. Ok, thông điệp rất đơn giản nha, là thương hiệu cá nhân là cái việc xác định giá trị bên trong và biến giá trị đó thành sản phẩm hữu ích để giúp đỡ cộng đồng. Và đây cũng chính là điều mà mình muốn gọi là nhấn mạnh cho các bạn. Việc mà các bạn thấy ai đó làm nội dung nè, rồi nổi tiếng trên mạng xã hội, đó chỉ đơn thuần là hiện tượng, không phải bản chất. Điều mà các bạn cần chú ý là chuỗi giá trị mà họ đang tạo ra nó là cái gì. Ví dụ như một người, mình không có quen nha, nhưng mà mình rất là trân trọng, đó là anh Hiếu TV. Giá trị của anh Hiếu là giúp đỡ những bạn trẻ hiểu rõ hơn về tự do tài chính và phát triển được sứ mệnh của bản thân, đúng không? Mặc dù là nội dung của anh Hiếu làm đơn thuần là những cái video thu âm và podcast ấy, được đăng tải trên các nền tảng YouTube, nhưng mà sức lan tỏa là nó vô cùng lớn các bạn. Anh Hiếu cũng có một cái cộng đồng trả phí nha, để mà nói về đầu tư chứng khoán bền vững, và điều này đã giúp anh ấy có đủ cái nguồn lợi nhuận để tiếp tục mà trao giá trị cho cộng đồng. Và tới lúc này thì bạn cũng có thể đặt một cái câu hỏi là cuối cùng nó cũng phải bán được thứ gì đó chứ, là có trao giá trị gì đâu. Nhưng mà sự thật, nếu các bạn không bán sản phẩm, các bạn sẽ có ít cơ hội tạo ra giá trị cho xã hội hơn. Sản phẩm ở đây nó có nhiều hình thái nha, từ vật lý như là quần áo, phụ kiện, giày dép, đồ ăn, nội thất, đến phi vật lý như là dịch vụ, khóa học, phần mềm, cộng đồng. Bạn có thể bán mọi thứ, miễn là nó nhất quán với chuỗi giá trị bên trong mà các bạn muốn trao đi cho người khác. Và khi mà các bạn làm được điều đó, tức là bán một cái sản phẩm chất lượng nè, phù hợp với giá trị mà các bạn tạo ra, thì cái hiệu ứng giúp đỡ nó sẽ được nhân rộng. Cụ thể hơn nha, bạn sẽ giúp được cho những cái người mà họ quan tâm đến giá trị của bạn có thể đạt được cái mục tiêu của họ thông qua cái việc là sử dụng sản phẩm, dịch vụ chất lượng từ phía bạn. Bạn cũng giúp được cho những cái người mà sử dụng sản phẩm dịch vụ của bạn nha, có cái cơ hội được góp một phần nhỏ vào việc trao giá trị cho xã hội, vì chính cái nguồn lợi nhuận từ số tiền mà họ bỏ ra nó nuôi sống được bạn, trao cho bạn cái điều kiện để mà phát triển thêm về tri thức, về phong cách sống, và từ đó bạn tiếp tục chia sẻ những điều hữu ích cho cộng đồng. Bạn giúp được cho nhân sự, những người có cùng hệ giá trị của bạn nha, họ có công ăn chuyện làm, họ nuôi sống được bản thân và gia đình. Và bạn giúp được cho những đơn vị thứ ba cùng bạn tạo ra sản phẩm, như là nhà máy sản xuất, trung gian thương mại, nền tảng công nghệ, có thêm một cái nguồn lợi nhuận để họ tiếp tục công việc kinh doanh. Và rất nhiều điều khác nữa nha, vì nó tạo ra một cái mối tương quan gọi là sâu rộng với mọi thứ trên xã hội nói chung. Tóm lại, bản chất của thương hiệu cá nhân nó là một cái tài sản dòng tiền, và nó hình thành dựa trên chuỗi giá trị nhất quán ở bên trong các bạn. Việc của bạn là nhìn lại bản thân, kích hoạt cái mong muốn được giúp đỡ người khác và tận dụng tất cả các công cụ mạng xã hội và các mô hình dòng tiền để thực hiện hóa cái giá trị của các bạn. Tất nhiên, nghe thì nó có vẻ thú vị, nhưng thường là tụi mình hay bị lợi dụng hơn là biết cách tận dụng. Nên bài hướng dẫn này nó chưa dừng lại ở đây, mình tiếp tục khai mở cho bạn về một cái chiến lược xuyên suốt để biến cái giá trị bên trong các bạn thành một cái tài sản dòng tiền bền vững. Nhưng mà bạn hãy bắt đầu suy nghĩ giúp mình câu hỏi trước nha, không cần phải trả lời ngay, chỉ là suy ngẫm về nó một tí trước khi mà mình chia sẻ cho các bạn về 5 cái loại mô hình dòng tiền có thể tạo ra được từ cái giá trị bên trong của các bạn. Câu hỏi đó là: bạn muốn giúp được gì cho ai, làm được điều gì? Ok, thời gian nó còn dài lắm bạn, video này nó cũng tương đối dài. Các bạn có thể suy ngẫm một chút về câu hỏi bên trên, hoặc là các bạn có thể xem lại một cái video mà mình chia sẻ chi tiết về quy trình xây dựng cái thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội. Mình sẽ có để đường link ở góc bên phải hoặc là ở dưới phần mô tả kênh YouTube. Ok, giờ thì chúng ta nói về 5 loại mô hình dòng tiền từ thương hiệu cá nhân của các bạn và những cái bẫy của nó. Mình gọi nó là mô hình dòng tiền nha, chứ không gọi nó là cách kiếm tiền. Đơn giản vì đây là những cái hình thức
để tiền nó chảy về chỗ của các bạn thông qua cái giá trị mà các bạn tạo ra, chứ không phải là các bạn trở thành cái người công nhân đi đào vàng. Và dựa trên kinh nghiệm khách quan của mình thì tụi mình có 5 loại mô hình dòng tiền và mình sẽ phân tích tường tận cho bạn. Nhưng mà mình cũng muốn nói trước với các bạn một điều nha. Bạn có thể đã rất quen với 5 loại mô hình dòng tiền này, nhưng có lẽ là bạn không biết tại đây nó có những cái bẫy. Tất nhiên là cái bẫy nó luôn tồn tại khắp mọi nơi, nó len lỏi trong mọi công việc mà các bạn đang làm. Mình nói về cái bẫy thì không có nghĩa là những mô hình dòng tiền này nó không có tốt, chỉ là nếu như các bạn nhận thức được những cái bẫy đó, các bạn sẽ trở nên khác biệt. Nên mình sẽ liệt kê rất chi tiết về lợi thế và rào cản của từng cái mô hình, cũng như là bắt đầu khai mở về tấm bản đồ của sự thật cho các bạn. Vậy nên ok, tiếp tục xem nhé. Mô hình thứ nhất đó là nhận tài trợ từ nhãn hàng, sponsor. Đây có thể là mô hình thân quen nhất cho mọi người, đúng không? Khi mà bạn có một cái kênh mạng xã hội nào đó được nhiều người theo dõi, bạn có một cái giá trị cụ thể với một cái nhóm đối tượng cụ thể, bạn sẽ được săn đón tài trợ bởi các nhãn hàng, đặc biệt là các nhãn hàng nào mà có cái tệp khách hàng gần với cái tệp người theo dõi của các bạn. Và chúng ta gọi những cái bạn phát triển nội dung hữu ích hoặc nội dung giải trí trên mạng xã hội để mà nhận tài trợ từ nhãn hàng đó là content creators hay là KOLs, KOC. Thú vị nha, là rất nhiều bạn xem cái mô hình dòng tiền này như là một cái nghề thời thượng luôn. Điều này nó cũng dễ hiểu thôi, bởi lẽ là các bạn KOL, KOC được rất nhiều thứ mà người bình thường nhìn vào họ luôn khao khát được có được, bao gồm là các bạn có được sự công nhận của người dùng mạng này, sự sang chảnh trong phong cách sống, những cái lời khen, lời tán dương, sự o bế của nhãn hàng, được sử dụng nhiều cái sản phẩm dịch vụ miễn phí và thu nhập cao, có thể là từ 20 cho đến 100 triệu mỗi tháng. Và thật lòng nha, cách đây nhiều năm mình cũng từng có cái khao khát muốn trở thành KOL vì mình bị quyến rũ bởi những cái gạch đầu dòng trên các bạn. Tuy nhiên là sau 6 năm mình lăn lộn trong cái lĩnh vực tiếp thị số, truyền thông và kinh doanh nói chung, mình nhận thấy là cái mô hình dòng tiền này nó cũng có nhiều cái rào cản đáng để lưu tâm. Thứ nhất là các bạn KOL, KOC rất là dễ bị thay thế. Cứ mỗi ngày nha, đều sẽ có những cái bạn mới với những câu chuyện mới, sức ảnh hưởng kiểu mới. Các bạn cạnh tranh nhau, thậm chí sẵn sàng hạ bệ nhau nhằm cái mục đích là thu hút truyền thông. Thứ hai là thu nhập của các bạn sẽ phụ thuộc vào nhãn hàng. Vậy nên ngoài cái sự o bế thì chính các nhãn hàng cũng có thể là nguyên nhân gây nên khó khăn cho các bạn KOL, KOC. Họ có thể dễ dàng từ bỏ các bạn chỉ sau một đêm khủng hoảng. Tất nhiên, đây là câu chuyện lợi ích tới lợi ích. Họ phải hành xử triệt để như vậy nếu như họ thấy rủi ro. Việc này tương đối bình thường. Thứ ba, nếu một ngày các bạn KOL, KOC dừng làm nội dung, dừng thu hút những lời bàn tán về phía của mình, các bạn sẽ mất tất cả nguồn thu. Điều này đồng nghĩa với việc là các bạn ấy trông có vẻ như tự do, nhưng là không hề có cái sự tự do tuyệt đối. Và các bạn đừng hiểu lầm nha, mình không hề có ý bài trừ cái mô hình dòng tiền này. Mình chỉ liệt kê về những khuyết điểm cũng như những khó khăn thực tế mà các bạn đi theo con đường này, con đường của một KOL, KOC phải trải qua. Và chẳng có lĩnh vực gì nó dễ, ở đâu nó cũng có cái giá của nó, đúng không? Mình vẫn rất trân trọng những cái bạn KOL, KOC mà luôn biết giữ mình này, cũng như liên tục sáng tạo không ngừng nghỉ để mà có thể phát triển sự nghiệp. Ví dụ như là Châu Bùi, rõ ràng là bạn ấy là một trong số ít những KOL có thể tạo dựng được sự phát triển bền vững lâu dài thông qua các nội dung nó tích cực. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn không chỉ có một sự lựa chọn, vẫn còn rất nhiều mô hình dòng tiền để giúp các bạn tạo ra tài sản thông qua cái việc là chia sẻ giá trị bên trong của các bạn. Quan trọng là nó có phù hợp với các bạn hay không nữa. Ok, mô hình số 2, tiếp thị liên kết với sàn thương mại điện tử, affiliate marketing. Tới đây thì chắc là mình xin phép flex, nó là khoe một tí. Vợ mình cũng là một trong những người đi theo cái mô hình tạo ra dòng tiền từ tiếp thị liên kết thông qua việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, cụ thể ở đây là TikTok. Tất nhiên là thu nhập nó không quá lớn vì là vợ của mình chỉ làm để vui là chính. Nhưng mà với một cái mẹ bỉm, tần suất công việc là làm từ 3 cho đến 5 video 60 giây trên tuần, có thể nhận về 20 triệu thu nhập hay là lợi nhuận mỗi tháng ấy, thì cũng ổn, đúng không? Và thực tế là mô hình dòng tiền này nó không mới các bạn. Chỉ là khi mà có TikTok thì cái việc làm affiliate nó trở nên dễ dàng hơn, thậm chí là nó phổ biến hơn. Vì ngày xưa, nó hơi nhiều. Cách đây khoảng 5 năm thôi, nếu các bạn muốn làm tiếp thị liên kết cho những cái sản phẩm trên sàn thương mại điện tử thì các bạn phải xây dựng website, blog hoặc là làm cái video rất là dài trên YouTube. Việc này là tương đối nó cũng khó với người mới, thậm chí là các bạn phải mất từ 3 đến 6 tháng mới có thể ra được một cái kết quả cho dòng tiền nếu như các bạn muốn đi theo con đường này.
Nhưng mà giờ nha, các bạn chỉ cần quay một cái video ngắn bằng điện thoại, nội dung nó đơn giản thôi, và kiên trì tầm 1-2 tháng là có thể tạo được cái thu nhập trung bình từ 5 cho đến 20 triệu mỗi tháng rồi, từ trên TikTok hay TikTok Shop. Thậm chí một số bạn nha, nếu các bạn giỏi, có thể tạo lợi nhuận từ 100 triệu mỗi tháng. Tất nhiên đó là số ít. Mình cũng có một cái video trên YouTube mình hướng dẫn rất là chi tiết về affiliate trên TikTok Shop. Nhưng mà nếu như các bạn muốn nghiên cứu thêm về cái cách để có thể triển khai mô hình dòng tiền này thì các bạn có thể xem lại video đó. Tuy nhiên mình không nghĩ là các bạn nên xem đây là cái con đường kiếm tiền tốt nhất nha, vì hầu hết mọi người đều không hiểu bản chất của tiếp thị liên kết. Vậy nên là các bạn hay rơi vào những cái sai lầm nó không đáng có, trong khi những ai hiểu được bản chất á, thì họ hoàn toàn có thể tạo ra một cái nguồn thu nhập rất là lớn và bền vững từ cái mô hình này. Nhưng mà mình sẽ nói về bản chất sao. Giờ thì mình tạm tạch trần cho các bạn thấy những cái rủi ro khi mà các bạn làm affiliate thông qua các video ngắn ở trên TikTok Shop hay là từ các nền tảng mạng xã hội khác để dẫn người dùng mua hàng trên các sàn thương mại điện tử. Cụ thể thì các bạn có thể nhìn vào ba cái thực tế nha. Thứ nhất là hoa hồng tiếp thị liên kết trên TikTok Shop nói riêng và các sàn thương mại điện tử nói chung nó không thể duy trì được lâu. Hiện tại nha, nếu các bạn làm affiliate trên TikTok Shop thì trung bình các bạn sẽ nhận được hoa hồng từ 10 cho đến 20% trên doanh thu. Còn các sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada thì từ 28% tùy vào sản phẩm. TikTok Shop thì có hoa hồng cao hơn, dễ làm hơn, nên là kiểu người người nhà nhà đổ vào trong đây, kể cả vợ mình luôn. Nhưng mà tin mình đi, không ít các bạn khi mà các bạn xây ra TikTok, làm video review sản phẩm gắn lên các thứ xong thì nhà bán hàng á, họ thay đổi cái hoa hồng từ 15% xuống còn 1%, hay là bao công sức là nó coi như là đổ xong đổ bể hết. Tất nhiên là các bạn có thể nói là việc này nó tùy shop, họ tham tiền thì họ làm vậy thôi. Nhưng không, bản chất là sau này kiểu gì thì các shop họ cũng đều phải hạ cái hoa hồng xuống thôi các bạn. Lý do đơn giản là các nhà bán hàng trên sàn thương mại điện tử lợi nhuận nó cực kỳ ít, và mình sẽ nói chi tiết về cái điều này ở phần sau. Rồi, thứ hai nữa nha, để làm affiliate hiệu quả trên các sàn thương mại điện tử thì việc lựa chọn đúng sản phẩm nó là quan trọng nhất, đúng không? Nhưng thông thường thì không phải lúc nào bạn cũng tìm được những cái sản phẩm ngon tại Việt Nam, và khi mà bạn tìm được xong rồi á, thì không bán được lâu, và bạn phải liên tục thay đổi sản phẩm, làm video mới nếu không muốn bị đào thải hay đơn thuần là bị giảm thu nhập. Và bạn không thể tạo được thu nhập thụ động từ cái việc làm tiếp thị liên kết thông qua video ngắn nha. Nếu như các bạn dừng lại mọi cái hoạt động sáng tạo, bạn chỉ duy trì được thu nhập tối đa là 2 tháng, giống như vợ mình ở cái thời điểm ở cử là không làm gì hết, vẫn có tiền trong 2 tháng từ TikTok Shop, nhưng đến tháng thứ 3 là phải làm lại nếu như mà không muốn mất hết tất cả nguồn thu. Ok, mình vừa liệt kê xong ba cái thực tế về mô hình dòng tiền này, và mình nghĩ là các bạn vẫn nên làm tiếp thị liên kết cho các sàn thương mại, đặc biệt là với TikTok Shop, vì các thực tế mà mình kể trên nó liên quan đến câu chuyện dài hạn nhiều hơn. Còn ở ngắn hạn, mình thấy TikTok Shop affiliate vẫn ngon, chỉ là bạn đừng xem nó như một con đường quan trọng nhất hay là một cái nghề bền vững. Ngược lại, nếu bạn xem nó như là một cái nghề tay trái thì ổn hơn. Nhưng nếu mà các bạn thực sự cần cái sự bền vững thì mình vẫn tiếp tục khai mở cho các bạn về cách để biến cái mô hình dòng tiền này trở thành một cái công cụ phục vụ cho giá trị của bạn. Ok, cho nên là các bạn đừng có dừng lại. Bài hướng dẫn này mình nghĩ là nó cũng còn nhiều điều thú vị. Rồi, mô hình số 3, đó là bán hàng trên sàn thương mại điện tử hay được gọi là làm seller đó. Thì với tiếp thị liên kết thì bạn bán hàng cho người khác. Còn ở đây thì mô hình này, bạn sẽ bán hàng của mình trên các sàn giống như là Shopee, Lazada, TikTok Shop, v.v. Mình chắc là cũng không cần phải giải thích quá nhiều, vì hầu hết mọi người đều biết rằng là cái việc đưa sản phẩm lên các sàn và tạo ra doanh thu, lợi nhuận nó vẫn đang là một cái gì đó xu hướng. Đặc biệt hơn là khi mà có TikTok Shop thì không ít những cái case study nha, hàng tỷ doanh thu được truyền thông khắp mọi nơi. Và kể cả mình cũng không ít lần làm những cái video chia sẻ về cái phương pháp để mà xây kênh hay là thu hút vài chục nghìn đơn hàng trên TikTok Shop. Và nếu các bạn thích thì các bạn có thể xem lại những cái video của mình, một video liên quan đến việc livestream trên TikTok Shop, một video thì liên quan đến việc là làm ra những cái video bán hàng trên TikTok Shop như thế nào. Nhưng mà khoan, đang nói về mô hình dòng tiền xoay quanh thương hiệu cá nhân đúng không, thì việc bán hàng trên sàn thương mại điện tử thì nó liên quan gì? Thì chỗ này là mình đồng ý nha, kể cả bạn không có thương hiệu cá nhân, bạn vẫn có thể đăng sản phẩm lên sàn và tạo ra doanh thu, và rất nhiều nhà bán hàng vẫn đang làm cái điều này. Nhưng một sự thật các bạn nên chấp nhận, đó là những nhà bán hàng trên sàn thương mại điện tử thành công, họ vẫn đang xây dựng thương hiệu và bán hàng thông qua những cái hoạt động sáng tạo nội dung ở trên mạng xã hội. Tất nhiên là mình đang nói đến thương hiệu doanh nghiệp, mà dù là thương hiệu doanh nghiệp hay là cá nhân thì câu chuyện nó vẫn quay về một cái nẻo đường thôi, đó là tạo ra giá trị, đúng không?
Có điều là để một doanh nghiệp có thể sáng tạo nội dung này, giúp khách hàng tiềm năng thấy được cái giá trị của họ, thì thường là nó sẽ tốn rất là nhiều công sức, nguồn lực. Còn với một cá nhân hay một cái nhân vật đại diện á, thì cái việc này tương đối dễ hơn rất là nhiều. Vì vậy mà cái xu hướng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử thông qua một cái thương hiệu cá nhân nó trở nên rất là phổ biến trong thời gian gần đây các bạn. Cụ thể hơn thì cái việc này nó sẽ diễn ra dưới hai hình thái. Một là thương hiệu do chính cá nhân đó sáng lập thông qua cái chuỗi giá trị mà họ xây dựng ở trên mạng xã hội. Ví dụ như là Phan Bảo Long với một cái thương hiệu về thực phẩm dinh dưỡng, Bạch Tuyết với thương hiệu ăn vặt này, hay là bạn Phương Anh, bạn mentee của mình ấy, với thương hiệu là đặc sản khô mực tẩm. Hai ấy, là thương hiệu sẽ hợp tác với một cái cá nhân để đồng sáng tạo những cái nội dung ở trên mạng xã hội. Ví dụ như là ông chú Polo, bây giờ là Polo Manor đó, hợp tác với chú Tân, hay là Jun ZX với các bạn trẻ Gen Z làm nội dung giải trí về thời trang. Và dù là ở hình thái như thế nào thì mục tiêu cuối cùng nó vẫn là sáng tạo nội dung hữu ích, thú vị để điều hướng người dùng mua những cái sản phẩm của thương hiệu trên các sàn thương mại điện tử. Bản thân mình nha cũng đang tạo ra lợi nhuận nhất định từ cái mô hình này, song song với việc là mình hướng dẫn cho nhiều bạn triển khai theo. Nhưng mà cái mô hình này á, nó cũng không quá ngon với bạn tưởng đâu. Để mình chia sẻ cho bạn một số những cái điều bị cực của các nhà bán hàng. Nếu như các bạn đang xem video này hay là đang xem cái bài hướng dẫn này, các bạn là một seller, nhà bán hàng, thì mình thật lòng là xin lỗi vì đã chạm vào cái nỗi đau của mọi người một lần nữa. Ok, các bạn biết không, trung bình các bạn phải trả từ 10 cho đến 12% doanh thu cho các sàn thương mại điện tử khi mà phát sinh đơn hàng. Đó là chi phí thanh toán này, phí hoa hồng này, phí hỗ trợ vận chuyển v.v. Ngoài ra là để các bạn bán được hàng tốt hơn, hay chính xác là để các sàn thương mại điện tử họ hiển thị sản phẩm của các bạn nhiều hơn cho người dùng có hỏi, bạn cần phải tham gia vào cái chương trình siêu giảm giá, đúng không? Super sale. Và việc này nó sẽ bóp lợi nhuận của các bạn cực kỳ lớn luôn. Do nếu như mà các bạn giảm giá mà đơn hàng nó tăng, suy ra là chi phí vận hành kho bãi, giao vận các thứ nó cũng tăng theo luôn. Và cuối cùng là lợi nhuận kinh doanh của bạn nó chỉ từ 10 cho đến tối đa 25% trên doanh thu thôi. Đó là cao rồi đó nha. Đơn giản là vì cái chi phí để mà các bạn hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử tương đối là nó lớn. Mình sẽ liệt kê thử cho các bạn nghe luôn. Thứ nhất là giá vốn hàng bán là từ 20 cho đến 30%. Đó là trường hợp bạn sản xuất tại Việt Nam nha. Còn nếu bạn nhập hàng thương mại á, là từ 40 cho đến 60%. Chi phí tiếp thị quảng cáo từ 15 đến 20%, chi phí giảm giá voucher khuyến mãi từ 10 cho đến 15%, chi phí kho bãi, vận hành, nhân sự, đóng gói, giao vận, hoàn đơn từ 10 cho đến 25% tùy vào cái năng lực quản lý. Chi phí cho sàn khi phát sinh đơn hàng lúc nãy mình nói rồi, 10 đến 22%. Và một số chi phí linh tinh khác, nó giống như là phần mềm, quà tặng, tái đầu tư sản phẩm thì mình tạm không liệt kê đến. Nói chung là nó rất là nhiều chi phí dẫn đến cái việc là lợi nhuận của bạn rất là thấp. Câu hỏi đau đầu nha, nó được đặt ra là nếu như mà cái lợi nhuận thấp, thậm chí là có rủi ro bị lỗ cao tới như vậy á, thì tại sao có rất nhiều nhà bán hàng trên sàn thương mại điện tử họ vẫn làm? Thật ra là các nhà bán hàng nó có rất nhiều loại các bạn, với những mục tiêu khác nhau và chiến lược khác nhau. Có người thì họ tận dụng được sàn, và có người thì họ rơi vào cái vòng xoáy bế tắc với sàn. Tiện mình kể cho bạn nghe luôn, hôm trước mình có đi tham dự một cái buổi ra mắt sách của một người Anh. Mình và người Anh đó cũng có đầu tư chung một cái thương hiệu mẹ cho bé để bán hàng trên sàn. Và người Anh của mình cũng đang sở hữu một cái lượng cổ phần tương đối lớn ở kha khá nhiều cái e-com brand có doanh số từ 3 đến 5 tỷ mỗi tháng, như là Judy House, Dolly & Worth, v.v. Thì thông qua cái hành trình mà mình làm việc cùng với anh Lâm, cộng thêm gặp gỡ rất là nhiều những cái nhà bán hàng trong cái buổi ra mắt sách đó, thì mình có đúc kết được một số thông tin quan trọng về lý do mọi người vẫn đưa sản phẩm của mình lên sàn bất chấp các loại chi phí kinh doanh. Cụ thể là đối với cái thương hiệu lớn, họ có cái hệ thống phân phối dàn trải ở khắp Việt Nam, thì sàn thương mại điện tử là một cái kênh trial market, tức là cái nơi để đưa sản phẩm thử nghiệm ra thị trường, song song với việc là giúp khách hàng của họ có cái cơ hội được dùng thử sản phẩm với một cái mức giá cạnh tranh. Còn đối với những cái đơn vị sản xuất, họ có đội R&D mạnh, có khả năng tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, tối ưu được cái giá vốn tốt, thì họ tận dụng được sàn thương mại điện tử như là một cái kênh bán hàng chiến lược với mức doanh thu lớn, lợi nhuận có thể kiểm soát từ 15 cho đến 20%. Chưa kể họ còn có cái năng lực xây dựng thương hiệu bền vững thông qua cái việc tối ưu được cái trải nghiệm khách hàng. Và đây là trường hợp của anh Lâm của mình thôi các bạn. Và đối với những thương hiệu cá nhân mạnh nha, có cộng đồng, thì sàn thương mại điện tử nó trở thành một cái nơi để giúp họ đem cái sản phẩm chất lượng với giá thành thấp đến với những người quan tâm tới giá trị mà họ tạo ra. Và thường thì cái nhóm đối tượng này họ sẽ không tham gia vào cái công việc vận hành kinh doanh, họ chỉ tập trung vào xây dựng những cái nội dung giá trị và điều hướng người dùng thôi. Phần còn lại là những cá nhân họ có năng lực thương mại, tức là họ biết nắm bắt
cái xu hướng thị trường, bắt được những cái sản phẩm trend và tìm được những cái đơn vị cung cấp chất lượng và đủ nguồn lực tài chính để đánh những cái lô hàng lớn tải cao trên từng cái đơn vị sản phẩm luôn các bạn. Và trên là bốn cái nhóm đối tượng có thể khai thác được giá trị của sàn. Còn lại nha, những bạn nào mà suy nghĩ theo cách đơn thuần kiểu sàn thương mại điện tử ngon, tích tích shop đỉnh cao, chỉ cần đăng sản phẩm rồi học cách tư các thứ là bán được hàng, lợi nhuận tốt, thì ok, chúc mừng các bạn luôn. Các bạn rơi vào cái ô 97, các bạn sẽ trở thành công cụ để các sàn họ tạo ra thị trường của họ, phụng sự cho cái việc phát triển hành vi mua hàng của người dùng trên sàn thương mại điện tử nói chung. Hình dung đơn giản nha, họ đang tạo ra một cái chợ nơi mà các nhà bán hàng đều phải tham gia vào siêu giảm giá, đúng không, để thu hút người mua hàng. Và trong cuộc chơi này, ai tỉnh táo thì mới có ngày là khoa cơn bị cực đến hồi thái lai. Nhưng mà ok, mình nghĩ là thà biết còn hơn là không. Vậy nên là mình cũng có lên một vài những phương án để các bạn có thể từ cái thương hiệu cá nhân của các bạn có thể khởi nghiệp kinh doanh thông qua giá trị bên trong mà vẫn tận dụng được sức mạnh của sàn thương mại, giống như là TikTok Shop, Shopee hay Lazada. Và mình cũng sắp tới lúc chia sẻ nó rồi, nhưng mà mình cần trình bày thêm hai cái mô hình dòng tiền nữa thông qua thương hiệu cá nhân. Và cũng thật lòng xin lỗi các bạn vì cái bài hướng dẫn này nó rất là dài, nhưng mình cũng không còn lựa chọn nào khác. Muốn biết sự thật thì mình phải nhắc với bạn nhìn vào cái nỗi đau trước, đúng không? Chỉ là nỗi đau này nó quá lớn nên là mình nói ngắn thì nó không có đủ. Ok, mô hình số 4, xây dựng học viện số hay là e-learning đó. Mô hình dòng tiền này thì mình nghĩ là các bạn đã quá quen thuộc và các bạn hay gán nhãn cho nó với hai cái chữ khá là mỹ miều, đó là lùa gà. Và biết một số bạn không hề có ý chê trách mô hình này nha, chỉ là các bạn không thích những cá nhân mà họ thiếu tri thức, thiếu kinh nghiệm mà lại đi bán khóa học, lừa dối khách hàng các thứ. Hoặc là các bạn bị sợ hãi khi tham gia vào một cái khóa học xong mà chẳng có cái kết quả gì hết, cảm thấy bị phí tiền, oan. Nhưng mà mình nghĩ việc gì nó có hai mặt các bạn, thông tin, kiến thức hoặc là trải nghiệm nó là cái thứ vô hình, mọi người sẽ không cầm nắm được, nên việc mà sinh ra cái hiện tượng 9 người rồi 10 ý là việc bình thường. Trừ những cái trường hợp là một số cá nhân nào đó họ với một cái đầu rỗng nhưng vẫn đi dạy nhằm mục tiêu vụ lợi thì mình nghĩ là cái đó không có gì để nói. Nhưng nếu các bạn thực sự có chuyên môn nha, hay một cái kỹ năng thiết thực và các bạn muốn được trao giá trị, tạo ra dòng tiền từ chính cái trải nghiệm bản thân một cách nghiêm túc, thì vấn đề ở đây các bạn cần giải quyết được hai việc. Thứ nhất, bạn có xác định và tiếp cận đúng nhóm đối tượng phù hợp với chuyên môn và kỹ năng của các bạn hay là không. Vì sự thật nha, những cái lời khai vấn hay là những cái hướng dẫn của một cá nhân nó không bao giờ có thể áp dụng được cho tất cả mọi người, đúng không? Nếu như các bạn xác định sai người, tiếp cận sai người, bạn sẽ vô tình trở thành cái người bị gọi là lùa gà. Đơn giản vì khi mà ai đó không hiểu được giá trị của các bạn thì họ sẽ cảm thấy bị lừa khi mà chi tiền cho các bạn. Và tất nhiên nếu như mà chuyện này xảy ra thì lỗi nó vẫn thuộc về cái người xây dựng học viện số. Nên các bạn rất cần phải tỉnh táo khi thực thi một cái chiến lược để tiếp cận khách hàng tiềm năng. Thứ hai là các bạn có tạo ra được sản phẩm chất lượng bền vững và giúp khách hàng chi tiền hàng tháng với mức giá hợp lý không? Vì đại đa số mọi người chọn cái giải pháp là bán khóa học online với hình thức là vài chục cái video quay sẵn hoặc là một số buổi học trên Zoom. Điều này cũng ổn, nhưng mà thông thường các bạn sẽ không thể ngủ ngon được vì các bạn sẽ bị áp lực tuyển sinh. Bạn sẽ rơi vào cái vòng xoáy của việc phát triển đủ cái thể loại khóa học luôn, đủ loại cái chủ đề xoay quanh chuyên môn của các bạn. Rồi các bạn làm nội dung xây dựng nhân hiệu điên cuồng để làm sao lấy được càng nhiều học viên, khách hàng càng tốt. Trong khi ở nhiều cái thị trường nha, là các chuyên gia, các nhà sáng tạo đã có thể tạo được những cái sản phẩm cực kỳ giá trị để người dùng cảm thấy hạnh phúc khi họ chi tiền hàng tháng. Vậy nên là các huấn luyện viên, người khai vấn chỉ cần chăm sóc tốt từ vài trăm khách hàng thôi là cũng đủ để duy trì được một cái mức doanh thu thậm chí là triệu đô hàng năm các bạn. Và các bạn phải biết điều là bản chất của giáo dục là phải chi tiền hàng tháng. Mình chưa thấy một cái mô hình giáo dục nào mà kiểu 3 buổi trên Zoom hay vài video là nó có thể tạo ra kết quả hết. Tất nhiên việc này nó sẽ rất có giá trị nếu như nó miễn phí hoặc là siêu rẻ. Vì ít nhất là thông qua các video hướng dẫn hoặc là những cái buổi Zoom, mọi người sẽ nắm được cái lộ trình để bắt đầu một cái điều gì đó, hay nhận ra được những cái nguyên tắc quan trọng để có được cái cách làm tốt hơn trong cái lĩnh vực mà họ theo đuổi. Và để tạo ra cái lợi nhuận bền vững nha, khách hàng hài lòng nha, buộc bạn phải có sản phẩm tốt, hệ thống tốt. Thế thì tóm lại, mô hình dòng tiền này có đáng để các bạn theo đuổi không? Thì nói một cách thẳng thắn, đây là một cái mô hình dễ tham gia nhưng khó theo đuổi, trừ khi các bạn tạo được một hệ thống đủ sức để giải quyết được cả hai vấn đề mình nói ở trên. Và mình đã nghiên cứu rất nhiều về những bạn tạo ra học viện số chất lượng ở thị trường nước ngoài, cụ thể như là Aliexpress, Iman Gassi hay là Alex Hormozy, Vanessa Lau. Tất cả những bạn này đều có một cái nguyên tắc chung, đó là
họ đều sở hữu một cái hệ thống độc đáo với ba cái tính năng nhất quán. Thứ nhất là chọn lọc được khách hàng phù hợp, hai là thuyết phục được khách hàng sử dụng sản phẩm, và ba là tạo được cái trạng thái hài lòng để khách hàng chi tiền hàng tháng. Và nhìn chung, trong những cái trường hợp mà bạn thực sự đam mê trong cái lĩnh vực mà hướng dẫn, khai vấn, huấn luyện, thì bạn phải kiên trì để học được cái cách triển khai hệ thống học viện số đúng đắn. Còn nếu không nha, các bạn sẽ rơi vào cái bẫy của mô hình dòng tiền này. Vì mô hình này nó siêu lợi nhuận các bạn, có thể tạo được cái income hay là cái thu nhập từ 50 cho đến 200 triệu mỗi tháng, nhưng không có nghĩa là nó dễ làm. Và hậu quả của cái việc làm sai về mặt hệ thống đó, sẽ khiến cho các bạn vừa kiếm ít tiền và vừa bị chỉ trích là lùa gà. Và có khi là các bạn sẽ rơi vào trầm cảm luôn, nó không đùa đâu bạn. Nhưng tất nhiên nó không tới nỗi quá tiêu cực. Nếu mà các bạn thật sự khao khát tạo ra cái giá trị từ chính chuyên môn của mình, và các bạn cần một cái hệ thống đúng đắn để hiện thực hóa điều này á, thì có thể là phần cuối mình sẽ có một cái bản đồ để giúp cho các bạn được khai mở. Ok, mô hình số 5, bán dịch vụ cho cá nhân hoặc doanh nghiệp để làm service ấy. Thì để mà nói một cách công tâm nha, với mình đây là mô hình dễ tiếp cận nhất để thu được cái dòng tiền nhanh cho bất kỳ cái cá nhân nào đang xây dựng hình ảnh cũng như giá trị của bản thân trên mạng xã hội. Thông thường nha, các bạn có thể chia sẻ về chuyên môn, kinh nghiệm, sự hiểu biết của mình trên các nền tảng như là Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, sau đó đưa ra cái lời đề nghị offer về dịch vụ cá nhân hoặc doanh nghiệp như là viết quảng cáo, thiết kế website, làm video, chụp ảnh, xây kênh, làm đẹp vân vân. Và mình cũng có quen một người anh đang làm trong cái lĩnh vực là bán dịch vụ chụp ảnh beauty cho các nữ chủ doanh nha. Anh của mình thì xây dựng nhân hiệu thông qua các video giải trí có liên quan tới những buổi chụp ảnh. Ngoài ra là còn có một cái kênh Facebook 70.000 người theo dõi, anh Trần Vũ Bằng, sở hữu Trần Vũ Bằng Studio. Doanh thu thì tầm đôi tỷ, phát triển tương đối bền vững cũng 7-8 năm nay rồi các bạn. Tất nhiên đây không phải là số ít những người mà xây kênh trên mạng xã hội rồi bán dịch vụ của bản thân. Mình có thể liệt kê thêm rất nhiều người nếu mà cần thiết, trong đó có cả người làm ra cái hệ thống website cho mình nữa, là anh Dương Trọng Nghĩa. Ok, cảm ơn anh. Nhưng do mình vào năm 2021 cũng từng đi qua cái mô hình này các bạn, đi qua một thời gian, nên mình rất hiểu nỗi đau vô cùng lớn của những ai đang làm cái công việc là bán dịch vụ nói chung và xây dựng thương hiệu cá nhân để bán dịch vụ nói riêng. Mình tạm liệt kê nỗi đau này trong ba cái gạch đầu dòng: sự phụ thuộc, nhân sự, dòng tiền. Ok, để mình giải thích thêm. Bản chất của mô hình này là bạn đang bán cái chất xám hoặc thời gian của bản thân, đúng không? Nên nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn thì bạn buộc phải tăng giá bán hoặc tăng cái số lượng khách hàng. Tuy nhiên, tăng giá quá nhanh thì các bạn sẽ bị rào cản cạnh tranh của thị trường. Còn tăng số lượng khách hàng thì tất nhiên là bạn không thể làm một mình được. Vậy là bạn phải có đội ngũ nhân sự. Và bạn phát hiện ra nhân sự không thể làm tốt như bạn, nên là phải đào tạo tương đối là vất vả nha. Mà tính đến khi là các bạn đào tạo xong rồi á, bạn lại quay về cái áp lực phải chạy doanh thu, tăng cái quy mô nhân sự để cung ứng dịch vụ. Và đến khi quy mô nhân sự các bạn tăng, bạn phải tiếp tục xử lý tới câu chuyện của dòng tiền. Vì trong những trường hợp này, nếu như có bất kỳ một tháng nào hụt doanh thu nha, thì ok, các bạn trả lương mệt nghỉ luôn. Và đó là chưa kể, nếu như không có sự truyền thông từ hình ảnh cá nhân của bạn thì không còn cách nào để tạo doanh thu và lợi nhuận luôn. Suy ra nha, lúc này bạn vừa làm bán hàng, vừa làm truyền thông, vừa làm đào tạo, vừa làm tài chính luôn. Và mình hiểu, bạn nào mà đọc đến đây thì bạn thấy mình trong đó thì đúng rồi, đây chính là cái bẫy của người làm dịch vụ phải trải qua. Tất nhiên, điều này không thành vấn đề nếu các bạn chỉ làm ở quy mô cá nhân là kiếm từ 20 đến 80 triệu mỗi tháng. Và mình vẫn khuyến khích là nếu như bạn muốn khởi nghiệp kinh doanh thì nên bắt đầu việc bán dịch vụ trước. Vì đây là cái nền tảng giúp cho các bạn xây dựng được cái hệ thống mối quan hệ, quen biết người này người kia, đặc biệt là quen được với những chủ doanh, cũng như là giúp các bạn nâng cao được năng lực chuyên môn lên cực kỳ nhanh luôn các bạn. Chỉ là nếu một lúc nào đó các bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn, và thì có thể lúc này các bạn sẽ cần một mô hình thông minh hơn, giúp bạn tạo được thu nhập lớn nhưng mà vẫn tự do, vẫn bền vững, đúng không? Chứ đừng có nhân mình của những năm 2021 các bạn. Mỗi ngày thức dậy đều phải nghĩ là tiền ở đâu ra trả lương, khi nào thì khỏi cần tìm khách hàng mới, rồi khi nào nhân sự của mình làm được tốt hơn, và khi nào khách hàng mới trả mình 50% phần tiền còn lại. Cái vòng luẩn quẩn này nó cũng hơi mệt các bạn. Ok, giờ tụi mình nhìn lại với nhau nha. Mình sẽ cho các bạn một cái bản phân tích về cả 5 mô hình dùng tiền. Có vẽ cái bản này ra. Đó, mình có 5 mô hình đúng không? Nhận tài trợ này, tiếp thị liên kết, nhà bán hàng, học viện số, bán dịch vụ. Với nhận tài trợ thì thu nhập từ 20 cho đến 100 triệu trên tháng. Độ khó để bắt đầu thì nó rất là cao.
Lợi thế là các bạn sẽ có được cái sự trọng vọng, công nhận từ xã hội, thu nhập cao và có thể đức cao trong tương lai luôn. Nhưng rào cản là rất dễ bị thay thế và phải liên tục tìm cách thu hút truyền thông. Và có nhiều rủi ro về hình ảnh bản thân khi mà các bạn phải chịu một cái áp lực lớn từ chính sự nổi tiếng của bản thân. Còn mô hình tiếp thị liên kết thì thu nhập từ 5 cho đến 20 triệu là trung bình. Độ khó để bắt đầu thì nó rất thấp, bạn cực kỳ dễ luôn. Và lợi thế là cái mô hình này nó dễ làm, dễ tiếp cận. Nguồn lực bản thân bỏ ra thì ít và có thể xem như là nó là cái nghề tay trái. Nhưng mà rào cản của nó là tuy là nó chỉ làm nhưng nó có ít cơ hội để tạo ra thu nhập lớn, vì bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn từ cái câu chuyện của sàn thương mại điện tử, đúng không? Rồi, nhà bán hàng trên sàn thì bạn sẽ có được cái thu nhập rơi vào tầm khoảng từ 10 cho đến 15% trên doanh thu. Đây là mức lợi nhuận đấy. Và độ khó để bắt đầu thì mình thấy nó trung bình thôi. Và có cơ hội, tức là cái lợi thế, các bạn có cơ hội để sở hữu được cái thương hiệu kinh doanh lâu dài này, không bị phụ thuộc. Và tiềm năng thu nhập lớn nếu như là doanh số lớn và bạn có một cái năng lực vận hành, quản trị tốt. Còn rào cản của nó thì lợi nhuận nó không cao và phải phụ thuộc vào cái sự biến động của cái sàn thương mại điện tử. Và để tăng trưởng lên quy mô lớn và lợi nhuận bền vững trên sàn thương mại điện tử thì nó không dễ và nó có nhiều cái khó khăn. Còn với mô hình học viện số thì các bạn có thể có được cái lợi nhuận hoặc là thu nhập từ 50 cho đến 200 triệu trên tháng. Độ khó để bắt đầu thì mình thấy trung bình. Và các bạn sẽ có cái lợi thế là có được cái sự biết ơn của khách hàng nếu như bạn làm tốt nha. Và thu nhập rất cao vì nó siêu lợi nhuận và có nhiều tiềm năng để tạo ra tài sản lớn cho bản thân. Rào cản của nó thì bạn sẽ bị rủi ro liên quan đến bị chỉ trích tiêu cực nếu không có một cái hệ thống sàng lọc khách hàng phù hợp, và khó để phát triển bền vững nếu như bạn không có một cái chiến lược đúng đắn nha. Cuối cùng là bán dịch vụ thì thu nhập từ 20 cho đến 80 triệu trên tháng và độ khó để bắt đầu thì thấp và dễ bắt đầu, đúng không? Lợi thế là dễ bắt đầu, thời gian tạo ra thu nhập trên 20 triệu là tương đối nhanh nha, và bạn có cơ hội để có thể xây dựng được những cái mối quan hệ cũng như là trau dồi được cái năng lực chuyên môn. Và rào cản của nó là các bạn bị phụ thuộc vào nguồn lực cá nhân quá nhiều, như là thời gian, chất xám, kênh truyền thông, và rất khó để các bạn có thể tăng trưởng quy mô thu nhập của bạn lên. Ok, cuối cùng thì đối với mình cả 5 mô hình dòng tiền trên đều xứng đáng để các bạn theo đuổi nha. Nó tùy vào nguồn lực cũng như là cái mức độ phù hợp của mỗi người. Nhưng rào cản là có, những cái bẫy nó cũng rất là rủi ro. Tuy nhiên việc của mình không phải là từ chối các mô hình dòng tiền này, vì đây là trọng điểm để giúp cho bất kỳ ai muốn lan tỏa được cái giá trị bên trong, muốn giúp đỡ người khác có thể tạo được cái thu nhập bền vững. Vậy cái câu hỏi là làm như thế nào để vượt qua rào cản và tận dụng được các mô hình dòng tiền một cách tốt nhất để phục vụ cho cái hành trình kinh doanh bền vững của bạn? Và để trả lời cho câu hỏi này nha, mình xin phép được dùng một cái từ khóa tiếng Anh để dẫn dắt các bạn, đó là modeling. Cụ thể bạn có thể dịch ra tiếng Việt là mô hình hóa. Và tại sao cái từ khóa này nó lại quan trọng? Thật ra bạn có thể hình dung theo một cách đơn giản nhất là hầu hết những người đang tạo ra dòng tiền lớn trong cái việc kinh doanh, họ đều có một cái mô hình cụ thể để theo đuổi, đúng không? Mô hình hóa, modeling, nó như là một cái tấm bản đồ trực quan để giúp các bạn chỉ cần tập trung làm một số những cái nhóm công việc quan trọng và tạo ra kết quả tốt nhất. Và khi bạn có được một cái mô hình đúng đắn, chính nó sẽ giúp cho bạn giữ được cái sự tập trung tuyệt đối, loại bỏ được những cái rào cản của thị trường. Nên trong cái nội dung này, tức là tấm bản đồ của sự thật, mình sẽ trình bày cho các bạn một cái mô hình mình tạm coi là tốt nhất trong việc xây kênh và kinh doanh trên mạng xã hội. Một mô hình mà bạn chỉ cần bỏ vào nó những cái nguyên liệu từ chính cái sở thích hay niềm đam mê, phong cách sống hay là chuyên môn của các bạn, và nó sẽ hoạt động giúp các bạn nhìn thấy được cái con đường để mà tạo ra cái dòng tiền bền vững. Mình gọi cái mô hình này là VN Creatorpreneur Business Model. Và trước hết mình muốn giải thích cho các bạn về khái niệm Creatorpreneur đã. Có thể bạn đã nghe rất nhiều về cái từ là entrepreneur, đúng không? Dịch nghĩa đơn thuần là doanh nhân hoặc là người khởi nghiệp để phụng sự cho xã hội. Creatorpreneur cũng có thể cắt nghĩa là người tạo ra giá trị và dòng tiền từ cái công việc sáng tạo. Hay bạn cũng có thể gọi theo cách dễ hiểu hơn là doanh nhân sáng tạo nội dung. Chính xác mà nói thì doanh nhân sáng tạo nội dung sẽ xây dựng cái công việc kinh doanh của mình dựa trên cái việc là lan tỏa cái giá trị của bản thân. Và những người đó sẽ trả lời cho cái câu hỏi đầu tiên mà mình đã từng hỏi bạn á, để bắt đầu mọi thứ. Câu hỏi đó là bạn muốn giúp được gì cho ai, làm được điều gì. Mặc dù nha, là câu hỏi này nó không dễ đi trả lời, vì đại đa số mọi người các bạn quan tâm đến kiếm tiền bằng cách nào, hay xây dựng nội dung trên mạng xã hội làm sao, hay là bán cái gì đầu tiên. Tuy nhiên nó lại là câu hỏi quan trọng nhất các bạn. Và nó không hàm ý cho cái việc là bạn phải giúp một ai đó thông qua dịch vụ hay khóa học nha, đừng có hiểu lầm. Đây là câu hỏi với mục tiêu đơn thuần
là giúp các bạn xác định được giá trị mà bản thân muốn theo đuổi. Và khi bạn nhìn thấy rõ được giá trị mà các bạn muốn trao đi ấy, thì bạn mới biết được các bạn nên xây dựng nội dung ở trên kênh nào, định dạng hay là thể loại nội dung nên là gì, và các bạn bán sản phẩm gì, v.v. Tất cả những cái gì liên quan đến xây kênh và kinh doanh trên mạng xã hội cần nhất quán với chuỗi giá trị của bạn, đúng không? Vì chính cái sự nhất quán đó sẽ tạo ra cho các bạn sự bền vững. Vậy nếu các bạn đã trả lời được cho câu hỏi quan trọng trên đi, ví dụ là các bạn trả lời được, thì nên mô hình hóa việc xây kênh và kinh doanh trên mạng xã hội như thế nào? Ok, tới lúc mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái mô hình đó, thứ mình gọi là tấm bản đồ của sự thật. Bắt đầu luôn nha. Đối với mình là các bạn hãy xác định cái giá trị cụ thể thông qua câu hỏi là giúp được gì cho ai, làm được điều gì, đúng không? Và giúp được gì cho ai, làm được điều gì. Hãy viết ra câu trả lời và sau đó mô hình hóa điều đó thành 4 tầng, bao gồm với tầng số 1, mình gọi nó là tầng trao giá trị miễn phí và thâu tóm, pre-value và acquisition. Đây là tầng của cái việc mà các bạn sẽ bắt đầu sáng tạo nội dung hữu ích nè, hoặc là nội dung thú vị. Và cũng chính là tầng căn bản nhất của hầu hết mọi người vẫn hay làm. Các bạn ở tầng này các bạn sẽ làm video, làm hình ảnh, bài viết để đăng tải lên các kênh mạng xã hội cá nhân của các bạn như là Facebook, Instagram, TikTok hay là YouTube. Mà trong trường hợp nếu các bạn muốn biết cách để xây dựng nội dung hiệu quả trên các nền tảng mạng xã hội nha, hay biết cách sử dụng thuật toán đề xuất khiến nội dung các bạn trở nên phổ biến, viral, thì bạn có thể tham gia vào chương trình khai vấn 3 ngày miễn phí của mình, đường link mình để bên dưới. Còn mục tiêu của cái việc làm nội dung này á, là sẽ khiến cho khán giả tiềm năng hay là nhóm đối tượng mà bạn muốn giúp đỡ trao giá trị hiểu thêm về bạn, nhận biết về bạn và đôi khi rơi vào cái niềm yêu thích nhất định với bạn. Bạn có thể tấu hài như kiểu gia đình Tủng Long Family này, hay chia sẻ kiến thức hay ho như là Anh Hiếu TV, livestream giải trí bán hàng giá rẻ như là Phạm Thoại, review những cái sản phẩm thiết thực cho gia đình giống như là vợ mình, chia sẻ đời sống làm đặc sản ở Nha Trang như bạn Phương Anh, mentee của mình. Bạn làm gì cũng được, miễn là nó nhất quán với cái câu trả lời là bạn muốn giúp gì cho ai, làm được điều gì. Và khi bạn làm việc ở tầng này, bạn có thể được gọi là content creator, người sáng tạo nội dung, đúng không? Và trong trường hợp nội dung của bạn nó thật sự thú vị nha, bạn nhận được sự ủng hộ của người dùng trên các nền tảng mạng xã hội, bạn sẽ ngay lập tức có đủ điều kiện để tạo được thu nhập từ một trong năm mô hình dòng tiền mà mình đã từng liệt kê, như là nhận tài trợ từ nhãn hàng, làm tiếp thị liên kết, bán hàng online trên sàn thương mại điện tử, làm một viện số, bán dịch vụ cho cá nhân hoặc doanh nghiệp. Bản thân mình nha, trong 2 năm qua cũng hướng dẫn cho rất nhiều bạn để mà xây kênh rồi kinh doanh trên mọi nền tảng rồi. Mình có một cái website để mà chia sẻ lại tất cả những case study là những cái mentee của mình. Bạn có thể truy cập ở trong phần mô tả hoặc là trong cái bài hướng dẫn của mình để xem. Và mình hiểu được rằng nha, mạng xã hội nếu như các bạn làm tốt, nó hoàn toàn có thể giúp các bạn phát triển được rất nhanh cái nguồn thu nhập mà các bạn mong muốn. Nhưng nếu các bạn chỉ dừng lại ở đây, bạn có thể sẽ rơi vào cái bẫy của mạng xã hội các bạn. Vì thật sự mạng xã hội nó chỉ là đúng một cái công việc thôi, là hiển thị nội dung của bạn thông qua thuật toán. Nên cái lượng người theo dõi mà các bạn có được trên mạng xã hội ấy, nó rất là ít giá trị. Bạn chỉ có một lựa chọn duy nhất để giữ được cái lượng tương tác, đó là tiếp tục làm nội dung, bắt trend liên tục, thay đổi liên tục theo cái chính sách hay là thuật toán đề xuất nội dung của nền tảng. Và nếu như bạn chưa tin thì các bạn có thể xem Facebook của người này. Ok, đó là chú Thanh Bạch, Lê Thanh Bạch. Mình không dám chắc là các bạn biết chú này không, nhưng mình tin là rất nhiều người Việt Nam biết về MC Thanh Bạch, đúng không? Mình cũng rất trân trọng chú. Và kênh Facebook của chú không tệ nha các bạn, 200.000 người theo dõi. Các bạn nghĩ là khi mà các bạn đăng một cái post từ một cái kênh Facebook có 200.000 lượt theo dõi thì phải nhiều tương tác lắm, đúng không? Nhưng không, đây là cái bài post của chú, 92 lượt tương tác. Một con số tương đối là vừa phải với bất kỳ một cái kênh Facebook nào, chỉ cần có vài nghìn người theo dõi thì cũng được. Và điều này nó có ba ý nghĩa. Thứ nhất là chú Thanh Bạch hiện tại chú ấy ít hoạt động nghệ thuật rồi, nên không còn thu được những cái lời bàn tán từ cái công chúng hay từ truyền thông nữa. Thứ hai là nội dung mà chú Thanh Bạch đăng tải trên Facebook nó không phù hợp với thuật toán, nên là nó không hiển thị được cho nhiều người. Thứ ba là người theo dõi của chú Thanh Bạch bị mất kết nối với chú và không nhìn thấy bài post của chú hiện lên trên new feed của họ luôn. Điều này nó cũng do thuật toán các bạn, do thuật toán đề xuất. Vậy thì tụi mình có thể kết luận được luôn nha, thuật toán của mạng xã hội buộc bạn phải duy trì cái tính liên tục. Và trong cái cuộc chơi này, người sáng tạo nội dung trở thành một công cụ để các nền tảng họ xây dựng được người dùng. Họ có thể trả lại cho bạn một cái lượng người theo dõi, cho bạn cái sự hào quang và bắt ép bạn phải duy trì cái sự hào quang đó thông qua cái việc là lao động mãi mãi. Nghe tiêu cực đúng không? Nhưng mà mình sẽ không có vì điều này mà từ bỏ mạng xã hội đó các bạn, yên tâm đi.
Mình chỉ đang giúp các bạn nhìn rõ cái sự thật để thay đổi cái tình thế. Và chúng ta nên ở trong cái tâm thế là tận dụng thuật toán mạng xã hội thay vì trở thành con cờ cho họ thao túng, đúng không? Vậy làm như thế nào để tận dụng được thuật toán? Tất nhiên là mình biết cái việc sử dụng thuật toán đề xuất để được hiển thị nội dung trên mạng xã hội nó đã là một việc rất khó với nhiều người rồi. Có rất nhiều người, nhiều bạn nỗ lực xây kênh, làm đủ loại mọi nội dung vẫn chưa được một video nào hay một cái bài viết nào được 100.000 hay chịu lượt xem, chịu lượt tương tác gì đó. Hay là nhiều bạn muốn tạo ra thu nhập từ mạng xã hội, cố gắng rất là nhiều, vẫn chưa có được một cái kênh TikTok hay là YouTube hay là Instagram hay Facebook nào được 10.000 người theo dõi nữa. Mình đồng ý nha, để được người khác biết đến nội dung hay giá trị của bạn trên mạng xã hội rất cần cái sự nỗ lực. Mình ủng hộ cái sự nỗ lực và mình luôn tìm cách giúp đỡ các bạn để xây kênh tốt hơn. Đó là hành trình của mình trong mấy năm vừa qua. Nhưng mà quan trọng hơn, mình không muốn là sau bao nỗ lực vất vả trong việc xây kênh mà các bạn chỉ sở hữu được một cái lượng người theo dõi đơn thuần. Các bạn nên sở hữu thêm một thứ giá trị hơn, giúp các bạn kiếm được nhiều tiền hơn, bền vững hơn. Mình gọi nó là mối quan hệ. Ok, bạn không nghe lầm đâu nha. Các bạn, để mà dễ hiểu hơn thì mối quan hệ ám chỉ việc bạn có thêm nhiều bạn bè, tức là những người mà giao tiếp nói chuyện bạn hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Đây sẽ là những người luôn trong cái tâm thế là ít đề phòng nhất và sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm dịch vụ mà các bạn cung cấp, đúng không? Họ sẽ là những người đã hiểu rõ về giá trị của bạn, có niềm tin dành cho bạn, có sự quý mến bạn và muốn được kết nối dài lâu với bạn. Và thông thường bạn không thể có quá nhiều bạn bè đâu, vì để mà kết bạn bạn phải đi giao tiếp, cà phê nói chuyện, tiệc tùng ngày đêm. Đây là việc đối với mình là bất khả luôn. Cùng lắm thì mình hay là các bạn có thể giao tiếp được liên tục với vài trăm người thôi. Nhưng mà may mắn các bạn, Internet giúp các bạn làm được cái điều đó. Cụ thể hơn là giúp các bạn xây dựng được cái danh sách mối quan hệ có thể lên đến hàng trăm nghìn người thông qua những cái công cụ hội thoại giống như là email, Zalo, Facebook Messenger hay là Telegram. Chính xác hơn là bạn có thể tạo ra một cái group cộng đồng những người quan tâm tới giá trị của bạn, đúng không? Sau đó các bạn chăm sóc họ, kể chuyện cùng họ này, chia sẻ kiến thức hoặc vui chơi giải trí online cùng họ, bất cứ điều gì có thể. Vậy ý mình nha, là bạn vẫn nên xây kênh, nên làm nội dung trên mạng xã hội, nên nỗ lực chạy theo thuật toán đề xuất để nội dung mà các bạn làm ra được hiển thị với nhiều người. Nếu mà bạn chưa biết cách sử dụng thuật toán hay làm sao để video bạn viral thì bạn tham gia chương trình khai vấn 3 ngày qua email của mình. Ok, và cái việc đó giúp cho những cái người dùng và những cái đối tượng khách hàng tiềm năng của bạn biết về bạn, nhận ra giá trị của bạn, yêu thích bạn, thậm chí là mua cái sản phẩm mà bạn gợi ý. Nhưng nhất định là không dừng lại ở đó nha bạn, mà hãy kêu gọi người xem họ tham gia vào cộng đồng riêng của các bạn, nơi mà các bạn thực tâm muốn kết bạn với họ. Hình thái khá đơn giản thôi, là các bạn tạo ra mấy cái như là Facebook group, Zalo group, Telegram group hoặc website nhận email hàng tuần. Tại đây nha, nếu mà có người dùng tham gia thì bạn sẽ trao giá trị nhiều hơn, tương tác, nhắn tin, gửi thư, cung cấp cho họ nhiều cái kiến thức mới, câu chuyện mới từ bạn. Và công cụ này sẽ giúp cho bạn đảm bảo được cái việc là có hơn 50% những người trong cộng đồng này sẽ nhìn thấy được thông điệp từ bạn, thậm chí là sẵn sàng hành động theo cái lời kêu gọi của bạn với ít cái sự nghi ngờ nhất có thể. Đây là cái điều mà bạn không thể làm được với cái lượng người theo dõi ở trên mạng xã hội nha. Tất nhiên là để những người tiếp cận nội dung trên mạng xã hội họ có thể tham gia vào cộng đồng mà các bạn tạo ra thì các bạn cần có mồi câu, đúng không? Tức là cái điều gì đó miễn phí nhưng phải rất giá trị nha. Đó có thể là video hướng dẫn dạng tutorial, đó có thể là video bài viết chia sẻ lại hành trình, cách thức để bạn tạo ra một cái kết quả cụ thể cho một lĩnh vực nào đó của bạn, là case study đấy, hoặc là tổng hợp các video bài viết review sản phẩm hữu ích có kèm deal giảm giá của bạn, hay là tổng hợp những cái video bài viết cực kỳ hữu ích về một chủ đề nào đó của bạn, hay thậm chí là một cái khóa học online miễn phí, ebook miễn phí mà nó cực kỳ giá trị, và thậm chí là bản thu lại webinar hay một cái bài chia sẻ nào đó của bạn. Nhưng mà lưu ý nha, là bên trong mọi câu bạn có thể gắn thêm những đường link giới thiệu sản phẩm hay là dịch vụ của bạn, hoặc link tiếp thị liên kết cho các mặt hàng có liên quan. Và từ đây bạn sẽ có được một cái nguồn chuyển đổi thu nhập bền vững hơn mà không phải phụ thuộc cho bất kỳ đơn vị thứ ba nào. Ok, và thật ra có rất nhiều thứ là các bạn có thể làm mọi câu, nhưng bạn cần phải đảm bảo giúp cho mình là những thứ đó nó phải thực sự giá trị. Và nếu nó càng giá trị thì cái sự kết nối bên trong cộng đồng của bạn nó sẽ càng lớn. Và chỉ khi như thế nha, bạn mới thực sự sở hữu được tài sản bền vững. Vì á, mình nghĩ là các bạn nên tin một điều, lượng người theo dõi trên mạng xã hội nó không phải là tài sản, đó là cái hào quang vui vẻ mà các nền tảng như là Facebook, TikTok, Instagram cho bạn vay. Và chỉ có danh sách mối quan hệ, tức là những người duy trì được sự kết nối trong cái cuộc hội thoại với bạn, nó mới thật sự là tài sản.
bạn có thể kiếm rất nhiều tiền thông qua việc làm tiếp thị liên kết, nhận tài trợ, bán sản phẩm, bán dịch vụ cho những người trong danh sách mối quan hệ của bạn. Tóm lại, thay vì là bạn chỉ phụ thuộc vào mạng xã hội để có được cái sự nhận biết, để kiếm tiền, để kinh doanh, thì bây giờ bạn sẽ lật ngược thế cờ. Tức là bạn sẽ tận dụng thuật toán đề xuất của các nền tảng mạng xã hội để có thể vừa có được sự nhận biết, vừa kiếm được lợi nhuận thông qua năm cái mô hình dòng tiền, và vừa xây dựng được một cái cộng đồng mối quan hệ bền vững cho bản thân các bạn. Để một ngày nha, nếu mà tự nhiên thuật toán thay đổi, các bạn bị flop, hoặc là các bạn ngưng chi tiền quảng cáo cho các nền tảng mạng xã hội, bạn vẫn còn có nơi để tạo ra tiền, đúng không? Ok. Tiếp theo, tầng số 2, mình gọi tên của tầng này là lời đề nghị gắn kết lâu dài, subscription và continuity offer. Thật lòng mà nói nhé, nếu các bạn là một người có ít tham vọng, bạn không có nhu cầu tạo ra dòng tiền hàng tháng bền vững hơn, thì việc bạn ở lại ở tầng số 1 cũng đủ để các bạn tạo ra lợi nhuận trung bình từ 5.000 đô trên tháng rồi. Và nếu như các bạn nào mà các bạn mới bắt đầu á, thì các bạn nên tập trung vào tầng số 1 thôi cũng được. Nhưng nếu các bạn muốn đi tiếp, tức nghĩa là các bạn thật sự muốn từ một nhà sáng tạo nội dung có thu nhập cao trở thành một doanh nhân sáng tạo nội dung có lợi nhuận bền vững ấy, và bạn muốn lan tỏa giá trị bản thân nhiều hơn, giúp được nhiều người hơn, quan trọng nhất là vượt qua cái 7 của cả 5 mô hình dòng tiền, thì tầng số 2 này mình nghĩ là nó sinh ra vì điều đó. Lời đề nghị gắn kết lâu dài nghe thì nó hoa mỹ, nhưng mà hình dung đơn giản nha, là bạn cần phải sở hữu một sản phẩm rất giá trị và có thể thanh toán định kỳ với mức giá thành hợp lý. Ủa khoan, vì sao cần phải làm cái này đúng không? Bán lẻ sản phẩm vật lý trên sàn thương mại điện tử, hay bán khóa học hay dịch vụ thông qua cái thương hiệu cá nhân nó cũng ngon mà, hay là thông qua cộng đồng nó cũng ngon mà. Đúng, nhưng mà nói ở trên, nếu các bạn dừng lại ở tầng số 1, tức tận dụng được mạng xã hội để tạo ra một cộng đồng riêng, rồi thông qua cộng đồng đó bán bất cứ điều gì phù hợp với giá trị thương hiệu cá nhân của bạn thì nó vẫn ổn, thu nhập vẫn tốt nha. Nhưng để mình tổng hợp lại cho các bạn những cái rào cản của 5 mô hình dòng tiền mà mình đã nhắc đến trước đó. Nếu mà các bạn bán gói tài trợ quảng cáo cho nhãn hàng thì rào cản là bạn sẽ dễ bị thay thế và phải thu hút truyền thông liên tục nếu các bạn không muốn mất thu nhập. Nếu làm tiếp thị liên kết cho sàn thương mại điện tử, hoa hồng của bạn nó sẽ không ổn định, bạn phải liên tục tìm cái deal ngon đúng không? Nếu bán hàng trên sàn thương mại điện tử, tức là thay vì làm tiếp thị liên kết các bạn bán hàng thì chi phí kinh doanh cao, các bạn phụ thuộc vào sàn, thậm chí là sau này có khả năng các bạn bị rủi ro cạnh tranh với những ông lớn bán lẻ cấp quốc gia luôn, đó là Trung Quốc. Rồi, làm học viện số, bán các khóa huấn luyện thì các bạn sẽ bị áp lực đi tìm học viện mới, không dễ bị chỉ trích nếu các bạn tiếp cận sai người. Còn nếu bán dịch vụ cho cá nhân hay là doanh nghiệp thì khó phát triển quy mô do cái bài toán nhân sự hay là dòng tiền cũng như bị phụ thuộc vào cái nguồn lực cá nhân quá nhiều. Tất nhiên, rào cản không có nghĩa là các mô hình trên không nên làm, đúng không? Mình đã nói rất rõ rồi. Chỉ là đến một lúc nào đó, bạn khó có thể tăng trưởng quy mô và duy trì được cái sự ổn định với ít cái nguồn lực nhất có thể. Nên chính những cái rào cản này sẽ khiến bạn giúp đỡ ít người hơn và có ít sự tự do hơn, và ngập lặn trong cái việc là giải quyết những cái khó khăn, thách thức liên tục liên quan đến thị trường. Vậy, bây giờ các bạn tưởng tượng nha. Nếu như mà các bạn có 1.000 người có thể chi trả cho các bạn từ 500.000 cho đến 2 triệu mỗi tháng liên tục trong nhiều năm thì sao? Ok, cái này mình chắc luôn, bạn sẽ ngủ ngon hơn rất là nhiều, vì mỗi sáng thức dậy bạn sẽ thấy tiền chảy vào trong tài khoản liên tục. Bạn sẽ không thể nào có một cái ngày tồi tệ nếu một sáng tinh mơ tiếng tinh tinh của ngân hàng nó thay thế cho cái tiếng chuông báo thức, đúng không? Đây cũng chính là cái điều tuyệt vời của nền kinh tế thuê bao các bạn, subscription economy, và cái mô hình thanh toán sản phẩm dịch vụ theo tuần, tháng, năm bản chất là nó không có gì mới mẻ nha. Bạn có thể thấy cái điều đó hàng ngày thông qua những cái ứng dụng trả phí trên điện thoại của bạn, giống như là Tinder đấy. Và có điều, cái ứng dụng hay là cái phần mềm trả phí nó không phải là cái hình thái duy nhất của nền kinh tế thuê bao nha các bạn. Mình sẽ liệt kê cho các bạn danh sách rất là nhiều cái ý tưởng, bao gồm là ví dụ như là mua gói giao đồ ăn healthy hàng ngày này, thanh toán thực thực đúng không? Mua thẻ thành viên để thanh toán tại cửa hàng cà phê, tức là các bạn có thể mua trước 100 ly cà phê với mức giá ưu đãi. Hay là mua cái quyền tham gia hàng tháng nhà một cái cộng đồng nào đó hữu ích. Mua quyền tham gia hàng tháng vào một cái câu lạc bộ thể thao như là cầu lông, tennis, phòng gym, golf. Hay là mua gói huấn luyện theo quý năm của các chuyên gia, nhà huấn luyện, nhà khai vấn. Hoặc là mua thẻ ưu tiên trong sân bay, hoặc là ưu tiên trong cái việc mua hàng của các nhãn hàng thời trang lớn. Hoặc là mua một cái gói điều trị chăm sóc da, thanh toán theo lần, hoặc là chọn gói cho nhiều lần điều trị. Ok, nhiều lắm các bạn, từ sản phẩm vật lý đến sản phẩm số, dịch vụ cá nhân đều có thể biến chuyển thành cái mô hình thuê bao.
Và các bạn cũng đừng có hình dung cái gì phức tạp hết. Đơn giản mà nói thì đây là cái dạng bạn sẽ tạo ra một cộng đồng những người tiêu dùng sản phẩm các bạn liên tục. Ok, vậy cái việc mà làm ra một cái sản phẩm trả phí theo tuần tháng năm nó có khó không? Khó, chắc chắn luôn. Và không chỉ sản phẩm dạng thuê bao mà bất cứ một cái sản phẩm nào mà các bạn làm ra nó cũng đều khó cả. Nếu như mà dễ, ai cũng làm được thì nó sẽ không có rào cản cạnh tranh. Mà không có rào cản cạnh tranh thì giá trị nó sẽ thấp. Giá trị thấp thì tiền ít thì thôi luôn. Nói chung mình đùa nha. Nhưng mà mình cũng muốn thành thật với các bạn á, là khi mà các bạn kinh doanh, làm sản phẩm, giao giá trị hay giúp người khác thì mặc nhiên bạn phải dành tâm sức để tạo ra một cái gì đó chất lượng, đúng không? Dù bạn chỉ đơn thuần là bán quần áo, phụ kiện, đồ ăn vặt ở trên sàn thương mại điện tử đi chăng nữa thì bạn vẫn phải nên làm tốt nhất, khác biệt nhất, đúng không? Và ở đây mình muốn nói một cái thông điệp: nếu như cùng một cái công sức, cùng một độ khó thì mình thà làm ra một cái sản phẩm để phục vụ ít khách hàng nhất có thể. Từ đó nha, mình có thời gian để tập trung xây dựng giá trị tốt hơn cho khách hàng của mình, giúp đỡ được họ nhiều hơn, thay vì là áp lực với việc phải đi tìm thêm khách hàng mới mỗi ngày. Thú vị hơn nha, nếu như các bạn cung cấp một cái dịch vụ hay sản phẩm mà có thể thanh toán định kỳ ấy, với mức giá ưu đãi thì đại đa số khách hàng sẽ dễ tiếp cận hơn. Lời đề nghị offer của bạn lúc này nha, nó có tính chuyển đổi cao hơn bao giờ hết luôn. Vì vậy trong trường hợp mà các bạn đã tận dụng được những cái nền tảng mạng xã hội TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, các bạn xây kênh, xây dựng thương hiệu, thu hút họ tham gia vào cộng đồng giá trị của bạn rồi, thì hãy cho họ một lời đề nghị gắn kết lâu dài. Tất nhiên, lời đề nghị đó nó phải liên quan mật thiết với những người đã tiếp cận bạn trên mạng xã hội và tham gia vào cộng đồng của bạn, đúng không? Và trong trường hợp bạn chưa thể tạo ra sản phẩm như vậy, bạn hoàn toàn cũng có thể đi hợp tác hoặc nhượng quyền một số mô hình kinh doanh nào đã tạo được kết quả, miễn là đó là cái mô hình có tính liên tục hoặc là thanh toán định kỳ. Và ở Việt Nam có rất nhiều mô hình thanh toán định kỳ hay là thuê bao, sản phẩm thanh toán liên tục, vân vân. Việc của bạn là sàng lọc cũng như là chọn ra những cái sản phẩm nào mà phù hợp với cái chuỗi giá trị mà các bạn đã xây dựng. Ok, truyền cảm hứng chút nha. Đất nước tụi mình có 100 triệu dân. Nếu như sản phẩm của bạn chất lượng và bạn thực sự dành cái tâm sức của mình để giúp đỡ người khác á, thì mình nghĩ là nó sẽ rất là khó nếu như các bạn không tìm được ít nhất từ vài trăm cho đến 1.000 người trả tiền cho bạn hàng tháng. Đó là sự thật. Tiếp theo, tầng số 3, kết nối những mối quan hệ có giá trị cao, high value relationship. Tới đây là mình muốn các bạn quay lại một cái câu nói rất là thân quen nha. Hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai. Về căn bản nha, thì đây là một câu mang cái hàm ý là những người mà bạn tiếp xúc nó sẽ có ảnh hưởng mật thiết đến thế giới quan, tính cách, tri thức hoặc là phong cách sống của bạn. Tuy nhiên, mình cũng nghĩ nha, đây cũng là câu nói thể hiện được một cái việc còn quan trọng hơn nữa. Đó là chính những cái mối quan hệ đặc biệt xung quanh bạn sẽ giúp cho bạn có giá trị cao hơn, thậm chí là tạo ra cái tài sản nhiều hơn. Bạn có thể hình dung về một số những cái trường hợp như sau nè. Bạn có muốn được làm việc với một KOL đã từng là gương mặt đại diện của các thương hiệu hàng đầu Việt Nam, hay là bạn có muốn được hỗ trợ từ một cái cá nhân đã từng cung ứng dịch vụ của họ cho rất là nhiều người nổi tiếng hoặc là có sức ảnh hưởng với cộng đồng, hay là bạn có muốn được huấn luyện từ một cái chuyên gia đã từng làm việc với cái khách hàng rất là cao cấp, hay là bạn có muốn mua sản phẩm từ một cái thương hiệu có sự kết nối mật thiết với những cá nhân hay tổ chức uy tín. Ok, đó là những điều rất giá trị nếu mà xung quanh bạn có những mối quan hệ giá trị, đúng không? Nhưng để có được những cái mối quan hệ, sự kết nối khách hàng cao cấp là một việc mà nhiều bạn nghĩ rằng á, nó không hề dễ. Mình cũng từng nghĩ vậy nha. Tuy nhiên là trong 3 năm qua, từ cái lúc mà mình bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân cho bản thân á, mình đã có cơ hội hợp tác với một số cái thương hiệu lớn như là Sony Việt Nam, Instagram Việt Nam, Amway Việt Nam, Lazada, Prudential, FPTD. Ngoài ra, mình còn có những coachy là những người rất giỏi trong lĩnh vực của họ, thậm chí là có sức ảnh hưởng lớn nhất định đến cộng đồng, và họ sẵn sàng chi trả cho tụi mình từ 5.000 cho đến 10.000 đô để mình có thể đồng hành cùng họ đạt được cái mục tiêu. Và mình cũng nhận thức ra việc chúng ta không có cái cơ hội hợp tác hoặc bán sản phẩm dịch vụ của mình cho những đối tác có giá trị cao hay sẵn sàng chi trả số tiền lớn là do niềm tin giới hạn. Cái này không phải vấn đề tâm linh đâu nha. Ý mình là bạn có thể thay đổi là tâm thế của bản thân. Cụ thể nha, là bạn nên tạo ra những cái nguyên tắc hợp tác rõ ràng, có sự chọn lọc và truyền thông cái điều đó đến các kênh mạng xã hội hoặc là cộng đồng của bạn. Ví dụ như mình,
mình luôn truyền thông rằng bản thân mình sẽ không làm việc với những cá nhân hoặc tổ chức nào họ không hiểu về bản chất của thương hiệu cá nhân. Họ chỉ muốn tạo ra một cái điều gì đó nhanh chóng mà không bền. Và chính điều này nha, giúp các khách hàng khi tiếp cận đến mình, họ hiểu rõ được cái giá trị của mình và cũng giúp mình sàng lọc được những đối tượng khách hàng không phù hợp. Và cũng chính những nguyên tắc như thế này khiến các đối tác khách hàng có giá trị cao họ cảm thấy phù hợp với tần số. Rồi, ok. Rồi, việc thứ hai là bạn nên tạo ra những cái sản phẩm, dịch vụ hoặc là những cái lời đề nghị có giá trị cao, mang cái tính riêng biệt của các bạn. Đó có thể là những cái dịch vụ cao cấp hoặc là gói huấn luyện có tính cam kết này. Đó cũng có thể là những cái sản phẩm giới hạn sản xuất một lần từ thương hiệu của bạn tạo ra. Đó cũng có thể là một câu lạc bộ những người cùng sáng tạo nội dung có giá trị mà không phải ai cũng được tham gia. Và khi mà các bạn đã thiết lập được việc bạn có những nguyên tắc riêng này, bạn sẵn sàng cung cấp một điều gì đó cực kỳ giá trị, thì những cái mối quan hệ cao cấp sẽ dễ dàng kết nối với bạn hơn. Đây thật sự là vấn đề niềm tin nha. Mình khá dám chắc rằng nếu bạn thay đổi cách tiếp cận, bạn sẽ nhận được những cái điều xứng đáng. Nhưng các bạn cũng đừng rơi vào cái bẫy của những khách hàng hay mối quan hệ có giá trị cao nha. Thật ra là dạo gần đây cái từ khóa là khách hàng giá cao nó trở nên phổ biến trong cái giới làm dịch vụ cá nhân hay là huấn luyện viên, người hướng dẫn. Hầu hết mọi người cứ đâm đầu vào cái việc bán sản phẩm giá cao, bất chấp mọi cái rủi ro về tính cam kết hay là khả năng cung ứng dịch vụ. Việc này nó dẫn đến khá là nhiều cái hệ lụy tiêu cực các bạn. Và mình nghĩ nha, các bạn nên hiểu rõ hơn về sứ mệnh của khách hàng giá trị cao. Khách hàng giá trị cao không phải là trọng điểm doanh thu, cũng không phải là một mô hình để bạn tìm càng nhiều càng tốt những người sẵn sàng chi trả số tiền lớn. Bản chất nếu cái gì mà nó nhiều thì giá trị nó sẽ thấp, làm sao mà cao được. Vậy nên nha, ở tầng này, việc của bạn là thay đổi tư duy, thay đổi phương pháp tiếp cận để kết nối với một số lượng vừa phải những khách hàng hay là mối quan hệ có giá trị cao. Ví dụ như mình nha, một năm mình chỉ nhận 20 premium coffee thôi. Và từ đó, chính những khách hàng này, họ sẽ trở thành chất liệu truyền thông giúp bạn kể những câu chuyện thú vị cho cộng đồng miễn phí của bạn ở tầng số 1. Thậm chí có những cái case study, những cái câu chuyện đủ hay để giúp bạn tăng tỷ lệ chuyển đổi cũng như doanh thu của bạn ở tầng số 2. Đây mới chính là sứ mệnh thật sự. Và với cách làm này, bạn mới có đủ nguồn lực để cung ứng và tạo ra giá trị cao thật sự cho những cái đối tác đặc biệt của bạn. Đấy, đó là tầng số 3. Cuối cùng, tầng số 4, tạo ra cộng đồng có lợi nhuận từ giá trị của bạn. Mình gọi nó là earn money system đấy. Ok, đây cũng là tầng cuối cùng trong cái mô hình doanh nhân sáng tạo nội dung mà mình thiết kế ra. Bản thân mình xem đây là tầng của việc xây dựng cái sự thịnh vượng dài lâu nha. Mặc dù nghe đến đây các bạn có thể nghĩ là mình đang nói đến những cái điều mà kiểu đau to búa lớn, lùa gà cái thứ. Tuy nhiên, mình đơn thuần nói sự thật thôi các bạn. Để có thể giải thích về tầng này nha, mình muốn các bạn nhìn vào một số những cái thương hiệu giống như là Trung Nguyên Legend, Sunhouse, KFC, Thế Giới Di Động, Barbieside. Đây đều là những cái thương hiệu rất thành công tại Việt Nam. Và họ gần như có một cái điểm chung nhất quán luôn, đó là hệ thống kinh doanh. Và điều này đối với mình là rất quan trọng nha. Vì với những cái mô hình tăng trưởng thu nhập khác như là đầu tư tài chính hay là bất động sản các thứ thì mình không dám nói. Nhưng trong câu chuyện kinh doanh tại Việt Nam thì việc các bạn sở hữu một cái hệ thống bán hàng tốt sẽ là nguồn lực tuyệt vời để bạn tạo nên sự khác biệt. Tất nhiên, hệ thống không nhất thiết phải ở quy mô lớn kiểu dạng cửa hàng offline như mình liệt kê ở trên, mà hệ thống có thể là những cá nhân hay tổ chức nhỏ hợp tác với bạn để cùng tạo ra lợi nhuận. Một số hình thái đơn giản là kiểu nhượng quyền kinh doanh này, tạo ra cái chương trình tiếp thị liên kết, bán sản phẩm cho đại lý, nhà phân phối để họ có thể phát triển công việc kinh doanh riêng dựa trên thương hiệu của bạn, hay thậm chí là hợp tác với một số doanh nghiệp MLM, Multi Level Marketing, tức đa cấp chính thống, để tận dụng được sản phẩm vật lý và sơ đồ trả thưởng của họ cho việc triển khai hệ thống kinh doanh. Và quan điểm của mình thì đa cấp tốt xấu là tùy vào người triển khai các bạn, cũng như là tùy công ty. Mà cái gì nó tiêu cực quá thì dạo gần đây nó cũng gần như bị đào thải hết rồi. Ok, mình sẽ cho bạn một cái ví dụ để dễ hình dung hơn. Alex Hormozi là một cái cá nhân đã từng rất thành công trong cái lĩnh vực kinh doanh có liên quan đến việc là giúp người khác xây dựng vóc dáng. Và ở tầng số 2 đó, tầng mà lời đề nghị gắn kết lâu dài đó, thì Alex tạo ra một cái mô hình gọi là Private Training Gym. Tức là bạn có thể tập cùng một cái huấn luyện viên một cách riêng tư nhất hàng tháng với một cái phòng gym nhỏ có vừa đủ thiết bị thôi. Và ở tầng số 4, Alex nhượng quyền cái mô hình Private Training Gym đó cho rất nhiều huấn luyện viên cá nhân, từ đó tạo
tạo ra một cái doanh nghiệp được định giá vài chục triệu đô la. Đây là một điều rất truyền cảm hứng cho mình các bạn, vì mình biết việc tạo ra cái hệ thống kinh doanh ở Việt Nam là hoàn toàn khả thi nha. Thậm chí mình đã từng quen biết rất nhiều người có thu nhập cực kỳ cao đã và đang tạo ra một cái hệ thống bán hàng bền vững cho công việc kinh doanh của họ. Tất nhiên, cuộc chơi này nó sẽ tiêu cực nếu như bạn không tạo ra được sản phẩm tốt ở tầng số 2, lời đề nghị gắn kết lâu dài. Bởi vì hệ thống chỉ thực sự hoạt động khi mà đảm bảo được hai yếu tố. Một là họ thực sự có lợi nhuận bền vững từ sản phẩm của bạn. Hai là họ thực sự giúp đỡ được người khác thông qua sản phẩm của bạn. Vậy nên nếu bạn phát triển ở tầng số 4, tức tạo ra một cộng đồng có lợi nhuận từ giá trị của bạn, thì nhất thiết phải quay lại xem mọi góc cạnh của sản phẩm của bạn nó tốt chưa. Sau đó hãy đóng gói lại cái phương pháp bán hàng, quy trình cung ứng và cả thương hiệu của bạn để có thể trao cơ hội cho người khác, giúp họ cùng bạn tạo ra cái giá trị lớn hơn. Tất nhiên, việc quan trọng cuối cùng là phải duy trì được cái việc đào tạo cũng như là truyền cảm hứng cho hệ thống của bạn. Và khi bạn thực tâm giúp họ tạo ra lợi nhuận nha, cũng như giúp họ trao được cái giá trị giống như bạn, thì lúc đó mình nghĩ là cái sự thịnh vượng bền vững nó sẽ tìm đến bạn không sớm thì muộn. Ok, mình sẽ giúp các bạn trực quan hóa lại về cái mô hình doanh nhân sáng tạo nội dung nha, bởi vì nãy giờ chia sẻ rất là dài rồi. Đến đây thì mình nghĩ là các bạn, nếu các bạn xem tới đây nha, các bạn đã trải qua một cái hành trình khai mở với rất nhiều thông tin và cần phải suy ngẫm mới có thể hiểu hết được. Vậy nên mình sẽ trực quan hóa cái mô hình này để giúp các bạn lưu lại và xem xét kỹ lưỡng hơn về những điều mà mình đã chia sẻ. Và nếu các bạn đang xem video ở trên YouTube thì các bạn có thể là click vào đường link phía bên dưới phần mô tả để các bạn lưu lại toàn bộ cái tấm bản đồ sự thật này, hoặc là lưu lại toàn bộ cái mô hình của mình để các bạn có thể có thời gian bạn xem lại, đúng không? Nhưng mà ok, quay lại cái phần trực quan hóa nha. Thì việc đầu tiên, hãy trả lời cho cái câu hỏi là bạn muốn giúp được gì cho ai, làm được điều gì. Và tiếp theo hãy hiện thực hóa mong muốn của bạn trên 4 tầng. Với tầng đầu tiên là trao giá trị miễn phí và thâu tóm. Tầng thứ hai là lời đề nghị gắn kết lâu dài. Tầng thứ ba là kết nối mối quan hệ có giá trị cao. Tầng thứ tư là tạo ra cộng đồng có lợi nhuận từ giá trị của các bạn. Ok, với tầng thứ nhất là các bạn sẽ xây dựng nội dung hữu ích hoặc giá trị trên các nền tảng mạng xã hội, đúng không? Các bạn sẽ xây kênh, rồi các bạn sẽ thiết kế một cái mồi câu có giá trị để gợi ý cho những người dùng đã tiếp cận với nội dung của bạn trên mạng xã hội. Và các bạn sẽ tạo ra cũng như là chăm sóc cộng đồng, danh sách, mối quan hệ, những người quan tâm tới giá trị của bạn. Đó là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, lời đề nghị gắn kết lâu dài. Thì bạn sẽ làm những công việc là xây dựng hoặc hợp tác với một cái mô hình sản phẩm có chất lượng cao và nó có tính liên tục hoặc thanh toán định kỳ. Và việc thứ hai là gửi cái lời đề nghị đó đến danh sách mối quan hệ của bạn. Việc thứ ba là duy trì chăm sóc từ 500 cho đến 1.000 khách hàng định kỳ của bạn để họ nhận được cái sự hỗ trợ tốt nhất. Ok, tầng thứ ba, kết nối mối quan hệ có giá trị cao, có 3 nhóm công việc là thiết lập nguyên tắc giá trị bản thân, thể hiện được mong muốn được kết nối với những cái mối quan hệ chất lượng. Tạo ra cái chương trình hoặc lời đề nghị hợp tác cao cấp có tính cam kết hoặc tính đặc biệt khan hiếm. Và các bạn tiếp tục duy trì cái tính cao cấp có giới hạn và đồng sáng tạo cái câu chuyện truyền thông để phục vụ lại cho hai tầng trước. Cuối cùng, tầng thứ tư, tạo ra cộng đồng có lợi nhuận từ giá trị của bạn. Có 3 việc là đóng gói lại cái hệ thống bán hàng, quy trình cung ứng sản phẩm của bạn ở tầng lời đề nghị gắn kết lâu dài. Hợp tác, chuyển giao theo hình thức nhận quyền, tiếp thị liên kết hoặc là phân phối đại lý cho sản phẩm của bạn. Rồi, duy trì việc đào tạo hệ thống, truyền cảm hứng và dựng xây một cái cộng đồng có lợi nhuận bền vững. Ok, và đó là mô hình doanh nhân sáng tạo nội dung. Và mình cũng biết là ngay lúc này các bạn có thể hỏi vì sao việc xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển theo cái mô hình doanh nhân sáng tạo nội dung nó lại cần thiết. Và trước khi kết thúc bài hướng dẫn này, mình cũng muốn trải lòng để giải thích cho bạn vì sao mình lại rất là tâm huyết với cái mô hình ở trên. Mình nghĩ là các bạn và kể cả mình nha, chúng ta nên chấp nhận một cái sự thật là nền kinh tế bán lẻ của chúng ta đang đứng trước một cái nguy cơ bị xâm chiếm triệt để bởi Trung Quốc. Hiện tại nha, Trung Quốc họ đã xây dựng một hệ thống nhà máy, một cái hệ thống kho bãi cực kỳ lớn và họ đặt ngay ở biên giới Việt Nam các bạn. Và với những nguồn lực thực tế, các đơn vị bán lẻ Trung Quốc có thể bán sản phẩm trực tiếp từ nhà máy đến tay người tiêu dùng Việt Nam với cái mức giá rẻ tới mức gần như ít có nhà bán lẻ nào tại Việt Nam có thể cạnh tranh được. Ngoài ra nha, họ cũng hợp tác thương mại hoặc là cổ phần hóa, thậm chí là sở hữu những cái công cụ bán lẻ chiến lược
như là nền tảng thương mại giải trí TikTok hay là các nền tảng thương mại đơn thuần Lazada, hệ thống vận chuyển GNT và với rất nhiều đơn vị sản xuất hay đơn vị phân phối trung gian. Tóm lại, nếu như một ngày đẹp trời bạn muốn khởi nghiệp bán hàng online thì mình phải nói thật lòng, trừ khi là bạn có nguồn lực rất lớn về tài chính, nhân sự, chuyên môn, mối quan hệ thì có lẽ là vẫn còn cửa thắng, còn không nha thì chắc là các bạn nên quay đầu lại bờ các bạn. Nhưng tụi mình vẫn phải khởi nghiệp đúng không? Vẫn phải phát triển kinh tế để có thể trao giá trị cho xã hội, hay gần hơn là cho chính gia đình của mình đúng không? Và thông qua cái sự suy xét kỹ lưỡng, mình nhận thấy nha, con đường tốt nhất để len lỏi vào thị trường gần như là chỉ có một thôi. Các bạn nên tạo ra một cộng đồng xoay quanh giá trị của các bạn. Thật ra, nếu bạn nhìn kỹ vào mô hình doanh nhân sáng tạo nội dung mà mình đã chia sẻ thì các bạn sẽ thấy nó chính là một cái hệ thống cộng đồng dựa trên cái nền tảng của thương hiệu cá nhân. Cụ thể hơn, tầng số 1 đúng không? Bạn tận dụng mạng xã hội để tạo ra cộng đồng những người quan tâm tới giá trị của bạn. Tầng số 2, bạn chuyển đổi những người quan tâm đến giá trị của bạn thành cộng đồng những người có gắn kết tiêu dùng dài lâu với bạn. Tầng thứ 3, bạn xây dựng cộng đồng những mối quan hệ có giá trị cao xung quanh bạn. Tầng số 4, bạn phát triển cộng đồng những người cùng tạo ra lợi nhuận từ chính giá trị của các bạn. Đơn giản là như vậy thôi. Mặc dù mình biết nha, hành trình này cũng sẽ có rất nhiều khó khăn, cần phải học rất là nhiều, nỗ lực cũng rất là nhiều. Nhưng mình tin là bạn sẽ sẵn sàng nỗ lực nếu như thấy ánh sáng ở cuối con đường, còn hơn là đi từng bước chân hoang mang vì phía trước không có lối ra. Cuối cùng, mình tạo ra VN Creatorpreneur là để đồng hành cùng bạn trên con đường trở thành doanh nhân sáng tạo nội dung, hay chính xác hơn là giúp bạn phát triển được cái tài sản dòng tiền bền vững từ thương hiệu cá nhân của các bạn trên mạng xã hội. Mình nghĩ nếu như bạn cảm thấy phù hợp, bạn cũng nên tham gia vào chương trình khai vấn miễn phí 3 ngày qua email của mình, để mình có thể tiếp tục cái sứ mệnh của bản thân mình là hỗ trợ các bạn có thể kích hoạt được công việc xây kênh, biết cách để sử dụng các thuật toán của các nền tảng mạng xã hội để bạn có thể được hiển thị nội dung, viral cái nội dung của bạn lên và xây dựng cộng đồng của các bạn. Và các bạn có thể đăng ký thông qua việc là nhấn vào đường link mình để ở dưới phần mô tả, hoặc là trên cái phần ghi của comment, phần ghi vào bình luận đấy, để mà các bạn có thể lưu lại cái bài, toàn bộ cái bài hướng dẫn này và đăng ký tham gia vào chương trình khai vấn. Và hy vọng mình sẽ vẫn giữ được cái sự kết nối cùng với bạn đúng không? Hy vọng mình sẽ được thân quen với bạn hơn, kết nối với bạn sâu hơn. Và ok, chân thành cảm ơn bạn vì đã xem hết cái bài hướng dẫn này, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và từ đây, câu chuyện của mình sẽ là câu chuyện giúp cho các bạn xây dựng tài sản dòng tiền bền vững thông qua thương hiệu cá nhân, thông qua cái việc xây kênh và kinh doanh trên mạng xã hội. Các video YouTube tiếp theo của mình cũng sẽ tập trung vào cái điều đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. From Mesa, with love.